À, vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Shop đang quay cho mọi người xem một cái sản phẩm lắc tay bằng chất liệu bạc ta. Đây là một cái kiểu mẫu lắc dây đồng hồ rất đẹp. Họa tiết ở đây là chữ phúc nhé. Đó, chữ phúc thì nó là biểu tượng của sự may mắn nhé, hạnh phúc. Đấy, các bạn đeo cái mẫu này thì nó vừa có cái ý nghĩa về phong thủy và vừa làm trang sức rất là đẹp. Đấy thì đây là một cái sản phẩm có cái kích thước là bản to ngang 2 phân và có trọng lượng tầm từ 1,5 cây đến 2 cây nhé, nó tùy theo cái size tay. Đó thì cái điểm nhấn ở đây chính là cái sản cái khóa mọi người nhé. Các bạn thường nhìn cái lắc tay đồng hồ này là mình hay làm kiểu khóa hộp, nhưng mà hôm nay thì có một cái sản phẩm lắc tay kiểu khóa bật như này nhé, thì mình quay cho mọi người xem. Đó thì đây là một trong những cái mẫu mà sẽ phù hợp với những bạn mình tay thư sinh nhé, tay nhỏ nhé, hoặc là các bạn thích những cái mẫu mà nó nhẹ nhàng thanh lịch lịch lãm thì các bạn tham khảo cái mẫu này. Đây là một trong những cái mẫu mà mình làm cũng khá là nhiều và được anh em rất là yêu thích. Đặc biệt là với cái phiên bản khóa bật như thế này thì các bạn đeo nó rất là nhẹ nhàng đấy, và nhìn nó sẽ không bị thô mọi người nhé. Đó, vì vậy mà bạn nào mình yêu thích cái sản phẩm mà lắc tay chữ phúc này thì các bạn có thể là liên hệ với mình, mình sẽ tư vấn cho mọi người. Cái kiểu lắc đồng hồ này thì mình còn có một vài ba kiểu nhé, cũng kích thước y chang như này luôn, nhưng mà mình còn có cái kiểu con ngựa và kiểu kim tiền nữa. Bạn nào mình có nhu cầu thì các bạn sẽ liên hệ Zalo, mình sẽ gửi mẫu cho mọi người xem. Đây là một trong những cái kiểu lắc mà mình làm cũng khá là nhiều, và đặc biệt là bên nhà mình là mình làm bạc đẹp. Đấy, vì vậy mà các bạn mà đang có nhu cầu cần tìm một cái trang sức bạc bạc ta hàng đẹp thì các bạn hãy tham khảo những cái sản phẩm bên nhà mình nhé. Mình nhận làm theo size và nhận ship toàn quốc. Đấy, vì vậy mà các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình. Một lần nữa là mình xin cảm ơn các bạn đã đón xem video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.